cái mà em trì hoãn nó không phải là câu chuyện là bài toán là em trì hoãn, mà thực sự cái thứ mà em đặt mục tiêu ra nó chưa thật sự là máu là thịt của em, mà nó chỉ là cái thứ em đặt mục tiêu để em giao oai với đời, còn thực sự nó không phải là máu thịt. Vâng, Hồ Nhật Nam có đặt câu hỏi. Em chào thầy, thầy cho em hỏi cách để không lãng phí thời gian được không ạ? Em làm công nhân thời gian rảnh nhiều, em rất muốn kiếm nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ. Em biết được nhiều thứ để làm và học, nhưng trì hoãn nó ăn vào não em rồi. Thực ra thế này, cái mà em trì hoãn nó không phải là câu chuyện là bài toán là em trì hoãn, mà thực sự cái thứ mà em đặt mục tiêu ra nó chưa thật sự là máu là thịt của em, mà nó chỉ là cái thứ em đặt mục tiêu để em giao oai với đời thôi, còn thực sự nó không phải là máu thịt. Ví dụ như là em muốn kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ em, nhưng mà mỗi đến tháng mà em không gửi tiền được về cho bố mẹ em mà em không thấy đau khổ, giữa cái việc gửi được và không gửi được em thấy nó cái cảm xúc ấy nó rất là bình thường, nó không cảm thấy đau khổ, nó không cảm thấy mình vô trách nhiệm, thì chứng tỏ là tình yêu của em dành cho bố mẹ em nó không có đủ lớn. Hoặc là em cho rằng những đồng tiền gửi về đối với bố mẹ cũng không quan trọng, vì ông bà không có mình vẫn sống đấy thôi. Nhưng mà thực ra em không có trách nhiệm, em không cảm thấy đau khổ với bản thân mình, và em cho rằng cái việc đấy nó bình thường, cho nên em mới trì hoãn được. Còn nếu mà đằng sau em mà có một thằng nó vác dao nó chém em, mà em trì hoãn nó chém chết em, thì làm sao em trì hoãn được. Nhưng đằng trước mặt em có đổ khoảng 5 cây vàng mà em biết chắc nó là vàng nó rơi rồi, thì làm sao em trì hoãn cho được. Vậy thì sự trì hoãn chính là việc mà cái khát vọng trong con người em nó quá bé, nó thấp, và em không thấy đau khổ vì thất bại. Vậy thì ở đây nếu mà để thay đổi thì thầy khuyên em thế này. Thôi thì tầm nhìn nó xa, cái tính quyết liệt trong hành động nó khác nhau, nó do hoàn toàn vào cái việc mà cái tự tôn bản thân, cái lòng tự trọng, tự tôn bản thân. Mình tự tôn bản thân mình không phải là mình đua đòi, mình không phải là mình ganh đua, mà mình được quyền tự tôn bản thân mình. Tôi lấy ví dụ, khi một người học, một người bạn cùng học với mình, mà sau khi mấy chục năm nó làm được rất nhiều điều ý nghĩa, trí tuệ của nó phát triển kinh khủng, cái gì nó cũng hiểu biết, còn mình thì không biết cái gì cả, thì cái lòng tự tôn ấy nó phải trỗi dậy. Ở đây không phải ganh tị nhé, mà tự tôn nó trỗi dậy, và phải tự mình túm tóc mình lôi lên để nỗ lực, không phải để kiếm được nhiều tiền hơn, cũng không phải để vượt qua thằng bạn mình, mà để vượt qua chính mình, cho cái lòng tự tôn. Vì vậy mỗi một thời khắc mà em trì hoãn, hãy nhớ đến cái khát vọng mà em đặt ra. Và nếu như mà em chỉ cần vượt qua nó khoảng 10 lần, cái lòng tự tôn trong con người em ấy, nó đến khoảng 10 lần, thì bắt đầu em hình thành và em vượt qua nó, thì bắt đầu em hình thành thói quen chiến thắng trong em, thì dần dần nó mới hình thành được thói quen. Nhưng mà bắt nguồn từ cái sự tự tôn bản thân mình. Cho nên tôi khiếp nhất một đứa nó không có tự trọng, nó không có lòng tự tôn bản thân,
Và ngay kể cả dân tộc Việt Nam bây giờ cũng đang bị dính mắc cái này. Nó là văn hóa của cả một dân tộc ấy. Nó không có lòng tự tôn dân tộc. Cái số lượng đấy ít lắm. Không có lòng tự tôn dân tộc. Ít lắm. Mà chủ yếu là vơ phép và sở hữu cá nhân. Cho nên tôi lấy ví dụ như là ngay tôi đi vào Sài Gòn, tôi nhớ mãi là vào Sài Gòn bấy anh gọi là lúc bấy giờ là khoảng sau năm 2000 một chút. Tôi vào Sài Gòn thì mấy anh bảo là dân Bắc Kỳ. Hỏi tại sao lại gọi là Bắc Kỳ? Nó bảo là Bắc Kỳ cục. Tại sao kỳ cục? Bằng người ta mà làm cho mình rất tốt là chẳng bao giờ nó bo, chẳng bao giờ nó drip cả. Thế thì khi tôi đi với mấy anh Sài Gòn, mặc dù mình cũng có tiền, nhưng mình không thể để nó coi thường dân Bắc Kỳ được. Thế mình vẫn móc tiền mình drip. Mà thực ra lúc ấy drip nó ngượng lắm. Ở ngoài Bắc thì chưa bao giờ drip, cho nên bây giờ drip nó ngượng lắm. Nhưng mà thà ngượng với chính mình chứ không để họ coi thường dân Bắc được. Tức là cái lòng tự tôn ấy. Nhưng mà sau này khi mà tôi ra nước ngoài mà, tôi nói ví dụ có một lần tôi làm việc với một thằng người Ấn Độ. Khi nó đưa một cái kế hoạch marketing, nó trình bày với mình xong, mình bảo nếu mày làm marketing thế này thì cái thương hiệu của mày sẽ biến mất khỏi Việt Nam trong vòng 5 năm nữa. Nó bảo vậy thì mày chia sẻ cho tao với. Thế khi Tuấn chia sẻ với nó được độ khoảng 15 phút, nó bảo trời mày hay quá, tại sao mày không học tiếng Anh đi để mày nói chuyện với bọn tao. Thì tôi bảo là mày thích nghe tao nói hay mày hay là tao thích nghe mày nói. Nó bảo là tao rất thích nghe mày nói. Thì tôi bảo là vậy thì mày phải học tiếng Việt đi. Cho nên cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc ở đây, và lần sau mày phải mang phiên dịch đến và không dùng phiên dịch của tao nữa. Nó bảo vậy thì tao trả tiền phiên dịch cho mày ngày hôm nay. Tôi bảo không được, vì mày láo với tao rồi, mày làm cho tao không hài lòng rồi. Thì tóm lại là mày cần phải có một cái lịch khác và mày mang phiên dịch đấy. Tức là cái lòng tự tôn dân tộc nó chạm vào lòng tự tôn dân tộc. Không, mày đến Việt Nam tao cơ mà, mày phải học văn hóa của Việt Nam tao chứ. Đấy, thì tôi nói ví dụ như vậy. Thì trong một con người, bạn phải có lòng tự tôn chính với mình, ít nhất là với chính mình. Bước ra ngoài đời thì bạn còn cái chữ họ ở đấy. Ví dụ như tôi là chữ họ Ngô, thì ít nhất là tôi còn phải cái tự tôn của dòng tộc. Tự tôn của dòng tộc. Xong bước ra khỏi cái quê hương Nam Định thì tôi còn phải có tự tôn của cái dòng máu học tập của dân Nam Định. Nhưng bước chân ra khỏi Việt Nam thì làm việc với bạn bè quốc tế, tôi phải có tự tôn và có lòng tự hào vì tôi là người Việt Nam. Thì đấy là những cái thứ mà trong mỗi con người phải nuôi dưỡng được cái lòng tự tôn. Và ngày nào cái lòng tự tôn của mình nó biến mất thì ngày đó chính là lúc mình đã chết. Cho nên mỗi một con người sống phải biết nuôi dưỡng lòng tự tôn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt, để khẳng định cái lòng tự tôn đấy nó đang được nảy nở, đang được trổ mầm. Thì bắt đầu bạn làm mọi việc bạn cảm thấy không mệt mỏi nữa. Bạn làm mọi việc bạn cảm thấy không phải là phải làm, mà bắt đầu bạn thấy được làm, bạn thấy vui vẻ, và trì hoãn sẽ biến mất, mệt mỏi sẽ biến mất, chỉ còn lại vui vẻ, hạnh phúc và an lạc. Thì chia sẻ với bạn Hồ Nhật Nam như vậy, thì tôi rất mong là bạn phải nuôi dưỡng rất tốt cái lòng tự tôn trong con người bạn. Ít nhất mình không tôn trọng mình cũng phải tôn trọng cái họ của mình. Mình không tôn trọng được cái họ của mình thì mình phải tôn trọng là cái quê hương mình chứ, cái quốc gia mình sống chứ. Không, chứ không bao giờ được quay lại ném đá. Rồi, và hy vọng rằng là cái nội lực, cái lòng tự tôn, cái hạt giống tâm hồn đấy nó được đánh thức nơi bạn, và bạn sẽ không lãng phí thời gian sống bằng một hành vi rất là thất bại, đó là trì hoãn. Rồi cảm ơn bạn. Dù sao bạn đã nhận ra điều này thì có nghĩa là bạn đã bắt đầu muốn thay đổi nó, và thiếu một chút tự tôn nữa thôi thì bạn sẽ có động lực để bạn bước đi và ngừng trì hoãn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.